Cô đưa tôi đi đâu vậy? Chủ tịch, anh say rồi. Để em dìu anh vào phòng nghỉ ngơi. Tôi không muốn ở đây. Tôi muốn về nhà. Giờ anh say tới mức đi còn không vững rồi, làm sao mà về nhà được? Cô gọi điện cho vợ tôi đi. Cô ấy sẽ đón tôi về nhà. Em cứ dìu anh vào trong trước, rồi em gọi cho vợ anh được không? Cô nói thật đấy chứ? Em nói thật, để em dìu chủ tịch. Cô gọi cho vợ tôi đi. Em gọi cho Nhung rồi. Nhung bảo sẽ đến đây nhanh thôi. Anh nằm xuống giường nghỉ ngơi đi. Vợ anh đang trên đường đến rồi. Anh Tuấn, em biết anh cũng có tình cảm với em, nhưng vì có vợ rồi nên anh phải kìm nén tình cảm trong lòng đúng không? Cho tôi. Nhung. Tuấn, anh đừng có gọi nữa, cô ấy đi rồi. Cô tránh xa tôi ra. Nhung. Nhung, em nghe anh giải thích đã. Anh tránh ra, anh muốn chết à? Nhung, không phải là chúng tôi muốn làm chuyện có lỗi với cô đâu. Chẳng qua lúc nãy tiếp khách, chúng tôi uống quá chén, cho nên mới không làm chủ được hành động của mình thôi. Cô im đi. Em chỉ đang giải thích cho Nhung hiểu chuyện vừa xảy ra thôi mà. Chuyện gì cần thấy tôi đã thấy cả rồi, cô không cần giải thích. Còn anh, tránh ra cho tôi về. Ở đây mà vui vẻ với thư ký của anh đi. Không. Nhung, bỏ tôi ra. Nhung. Mày vào. Chủ tịch ạ. Chủ tịch, em vừa pha cho anh cốc trà giải rượu đấy. Anh uống đi cho đỡ mệt ạ. Cảm ơn. Phương Anh này, rốt cuộc là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Dạ, anh uống say nên em đưa anh về nhà. Nhung tỏ thái độ không vui, cho nên hai người đã xảy ra cãi vã ạ. Vợ chồng tôi cãi nhau á? Tại sao tôi lại không có ký ức nào về chuyện của tối qua nhỉ? Chủ tịch quên là mỗi lần say anh đều đau đầu dữ dội, xong là quên hết mọi chuyện sao? Tối qua vợ tôi giận lắm à? Vâng ạ. Sao lại không nghe nhỉ? Cô đặt giúp tôi một bó hoa, tôi phải dỗ dành cô ấy. Vâng, em đặt ngay đây ạ. Cái gì đấy? Em cũng không rõ nữa. Em chỉ biết người gửi là vợ của chủ tịch thôi ạ. Tại sao? Tại sao cô ấy lại gửi đơn ly hôn cho tôi? Rốt cuộc là ngày hôm qua tôi đã làm gì mà cô ấy phải làm như thế này? Em thấy anh chẳng làm gì sai hết. Anh đi đâu đấy ạ? 15 phút nữa là anh có cuộc họp với giám đốc công ty PJ đấy ạ. Cô hỉ đi giúp tôi nhé. Dạ. Cuối cùng thì ngày nay cũng đến.
Cái con bé này đúng là vội vàng hấp tấp quá mà. Chuyện lớn như thế mà nó cứ như không ấy, cũng chẳng chịu nói với chị câu nào cả. Thế Nhung không kể với chị là tại sao cô ấy lại dọn đồ về đây ạ? Thì nó bảo với chị là cho nó ở nhờ mấy hôm, xong rồi chị có cậy mồm ra thì nó cũng chẳng nói câu gì cả. Mà em cũng biết thừa tính nó rồi còn gì nữa, có chuyện gì cũng cứ giấu ở trong lòng ấy, xong âm thầm chịu đựng một mình, chẳng nói với ai cả. Với tính cách của Nhung thì chắc chắn em phải làm điều gì đó khủng khiếp lắm. Cô ấy phải đòi ly hôn với em. Lẽ nào chú với cô thư ký kia đã... Không thể nào. Dù say thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ giữ chừng mực. Không thể nào em lại gây ra chuyện có lỗi với Nhung được. Vậy thì chẳng có lý do nào khác khiến em gái chị đòi ly hôn cả. Thời gian này phiền chị chăm sóc cho Nhung, em sẽ cho người điều tra để làm rõ chuyện này. Mời vào. Có chuyện gì vậy? Dạ, mấy hôm nay em thấy anh tăng ca vất vả quá, em hầm một chút canh gà cho anh tầm bổ ạ. Cảm ơn cô, nhưng mà tôi không ăn đâu. Sao thế anh? Anh không thích ăn gà à? Dạ, thế thì để mai em hầm ốc heo cho anh nhé. Mối quan hệ của tôi và cô là sếp và nhân viên. Hơn nữa, tôi là người đã có vợ rồi, cô không nên làm như vậy. Anh là sếp, anh có khỏe mạnh, ký kết được nhiều dự án, kiếm được nhiều tiền, thì nhân viên chúng em mới được hưởng cái phúc lợi tốt. Em chăm sóc anh cũng là vì nghĩ cho lợi ích của bản thân mình thôi anh ạ. Cho dù là như thế đi chăng nữa, tôi cũng không thể ăn đồ cô nấu được. Cô cầm bé đi. Anh sợ chỉ vì một bát canh mà người khác sẽ hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta sao? Người khác nghĩ gì tôi không quan tâm, tôi chỉ không muốn vợ tôi hiểu lầm thôi. Chuyện lần trước anh say rượu, Nhung vẫn chưa tha thứ cho anh ạ? Cô ấy mà tha thứ cho tôi rồi thì cô nghĩ ngày nào tôi cũng phải tăng ca đến muộn không? Nhung ơi! Nhung! Xảy ra chuyện lớn rồi! Sao đấy chị? Này, em xem đi! Thái độ của em như thế là sao đấy? Vậy chị mong em có thái độ gì? Em thấy video của chồng em đi ra khỏi khách sạn cùng với một người phụ nữ khác đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, thì ít ra em có phải tức giận, ghen tuông hay là đập phá đồ đạc gì đấy chứ? Không phải em đã gửi đơn ly hôn cho anh ta rồi à? Nhung, thế là em biết chuyện này từ trước rồi à? Chính cái hôm mà em dọn đồ đến nhà chị ấy. À, cái hôm mà chú Tuấn say rượu đấy á? Thế nhưng mà chú ấy bảo với chị là không nhớ gì hết. Anh ấy không nhớ không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra, chị hiểu không? Có khi nào chú Tuấn bị người ta gài bẫy không nhỉ? Em cũng chưa nghĩ đến tình huống này. Chị thấy ở trên phim truyền hình có rất nhiều tình huống như vậy. Nhưng mà đấy là trên phim. Ngoài đời không xảy ra thì làm sao họ có tư liệu để đưa vào phim, đúng không? Chị là chị thấy chuyện này bất bình thường. Ý chị là có thể thư ký của anh Tuấn đứng sau mọi chuyện? Bây giờ chưa có bằng chứng cụ thể nên là chưa thể kết luận được. Nhưng mà chị em mình có quyền nghi ngờ mà. Bây giờ em kể cho chị nghe, em bắt gặp chú Tuấn và thư ký ở trong khách sạn như thế nào? Có người gửi tin nhắn đặc danh cho em, nói cho em biết số phòng, địa chỉ của khách sạn. Thế thì đúng rồi, chắc chắn là có người giở trò để chia rẽ tình cảm vợ chồng em,
Nếu không ai rảnh hơi đâu đi gửi tin nhắn đó làm gì. Nghĩ lại em mới thấy, lúc đấy vì quá tức giận, vì ghen tuông nên mới mở đi lý trí, bỏ qua điểm đáng ngờ ấy. Chứ còn gì nữa, ngay cả cái video đang được lan truyền trên mạng xã hội này này, chị cũng nghi là có người cố tình tung lên. Đây, em nhìn này, bên dưới video có rất nhiều người mắng chửi chú Tuấn và cô thư ký. Thế nhưng mà có duy nhất một nick ảo, bất chấp đám đông, ra sức bình luận, tẩy trắng cho hai người họ, nói là họ yêu nhau, muốn bên nhau thì có gì là sai. Bây giờ có cách nào tìm được người tung clip không chị? Em quên là chị có thằng đệ là chuyên gia về lĩnh vực công nghệ thông tin à? Để chị gọi cho. Alo Hùng à, dạo này ổn không em? Em đây, cả tỷ năm mới thấy bà chị gọi cho em một cuộc. Này, rảnh không? Đi cà phê đi, chị đang có chuyện muốn nhờ em đấy. Ừ, chọn chỗ đi, xong rồi nhắn chị nhá. Ok. Hùng này, chuyện mà chị nhờ em tiến triển thế nào rồi? Em làm việc mà chị có không yên tâm à? Không yên tâm thì chị nhờ em làm gì? Chẳng qua là chị sốt ruột quá thôi. Đây là địa chỉ IP của nick ảo kia. Đây là địa chỉ nhà của thư ký Phương Anh mà. Chị biết ngay là cô ta có vấn đề mà. Vậy anh có tìm được người đã đăng clip lên mạng xã hội không? Có luôn. Đây là email của cô ta. Có phải là cùng một người không? Vậy người gửi tin nhắn nặc danh cho em tới khách sạn, rất có khả năng cũng là cô ta. Em cũng nghĩ như vậy. Vụ này chú Tuấn đúng là oan thị kính mà. Cảm ơn anh. Chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải khách sạn. Hai người ngồi nhá, em xin phép. Này, có gì alo chị nhá. Vâng. Uống nước đi Hùng. Cô tới đây làm gì? Tôi tới tìm chồng của tôi. Liên quan gì đến cô? Tiếc là hai người không có duyên. Anh Tuấn mới ra ngoài rồi. Không gặp anh Tuấn thì tôi nói chuyện với cô cũng được. Giữa chúng ta thì có chuyện gì mà nói? Tôi đã biết hết rồi. Cô muốn gì thì nói thẳng ra đi. Đừng có vòng vo mất thời gian của hai bên lắm. Cô gài bẫy chồng tôi, cố tình để tôi hiểu lầm anh ấy đúng không? Đúng. Tôi cố tình chuốc say anh Tuấn, cố tình gọi cô đến để chứng kiến cảnh chúng tôi ở bên nhau, cố tình tung video cảnh chúng tôi ra khỏi khách sạn đấy. Thì sao? Cô cũng to gan thật đấy. Dám làm trò đấy với tôi à? Cô coi tôi là cái gì vậy? Tôi đã đăng bài lên mạng xã hội, kèm theo những bằng chứng chứng minh cô là người đứng sau tất cả rồi. Anh biết chuyện này rồi sao? Đương nhiên là anh phải điều tra rõ sự việc để trả lại sự trong sạch cho mình rồi. Tốt nhất là cô nên thừa nhận những hành động sai trái của mình, sau đó dọn đồ và rời khỏi tập đoàn đi. Tôi... Nể tình cô làm việc với tôi bao nhiêu năm qua, cũng đóng góp không ít công lao, nên tôi sẽ không gây khó dễ cho cô. Cô biết điều thì tự sắp xếp mọi việc ổn thỏa đi. Chủ tịch, sao thế? Em xin lỗi. Xin lỗi vì chuyện gì? Em không tìm hiểu rõ mọi chuyện đã trách anh, lại còn gửi đơn ly hôn nữa. Chuyện này không hoàn toàn trách em được, cũng là do anh một phần quá chén,
nên mới bị người ta lợi dụng. Anh hứa là từ bây giờ anh sẽ không uống rượu nữa. Vâng. Chuyện qua rồi thì hãy để nó qua đi. Nhưng mà từ giờ về sau, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì em tuyệt đối cũng không được nhắc đến chuyện ly hôn đâu nhé. Em biết rồi. Cảm ơn anh đã luôn bao dung em. Ngốc. Vợ của anh, anh không bao dung thì bao dung ai? Mình về thôi. Anh Phương Anh, em rất muốn ôm anh ngủ. Sao lại là em? Có chuyện gì vậy anh? Vi Anh, sao cô lại ở đây thế này? Sao mình lại ở đây thế này? Thôi chết, tớ bị mộng du. Tớ không xác định được phòng của mình thôi. Mộng du á? Trời ạ, cậu bị mộng du sao cậu không nói? Làm mình với anh Phương Anh hết hồn. Tớ xin lỗi, tớ đi về phòng ngay đây. Tim của anh sắp nhảy ra ngoài rồi. Chết nhá, giờ em biết anh sợ ma rồi nhá. Đàn ông gì mà nhát. Em không hiểu được đâu. Cái việc bạn thân của em nằm lên trên giường của chúng mình, anh còn sợ hơn cả gặp ma ai chứ. Anh nghĩ xa quá rồi đấy. Vì An nó là bạn thân của em. Nếu không phải em có bầu, cơ thể em yếu, thì nó chẳng phải đến đây ở rồi chăm sóc cho em như này đâu. Anh cũng biết mà. Thế nhưng mà cái chuyện vừa nãy làm anh bất ngờ quá. Giờ anh vẫn còn hoảng. Thực sự là anh vẫn chưa quen được có người khác ở trong nhà mình. Có gì đâu anh. Vì An nó cũng vì em mà. Từ mai mình ngủ, mình chốt cửa vào là được. Nó bị mộng du, mình cũng không trách được ấy. Thì cũng đành vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Tất cả là vì em và vì con. Anh không quen thì cũng phải quen thôi. Chồng em thì phải thế chứ. Mà thôi, mình đi ngủ đi, mai anh còn đi làm nữa. Ok vâng. Vào đi. Anh Phương Anh. Sao em lại đến đây? Em đến mang cơm cho anh. Tiện thể xin lỗi chuyện hôm qua. Thật sự hôm qua anh cũng hoảng thật. Thế nhưng mà thôi, em bị mộng du, bỏ qua đi. Cho dù là vậy, nhưng mà em sợ anh vì chuyện này mà tránh né em. Em thật sự... Em là bạn của vợ anh. Em đến nhà anh để chăm sóc vợ anh. Chúng ta hoàn toàn trong sáng. Thì có gì mà phải tránh né? Nhưng nếu như... Ý em muốn nói là gì? Dạ không. Em không có ý gì đâu ạ. Em chỉ sợ chuyện nhạy cảm bị đồn ra là em nằm trên giường anh. Lúc đấy thì... Chuyện có ba người biết. Không ai nói thì ai biết mà đồn. Thôi, em mang đồ ăn về đi. Em đã mang đến rồi, anh đừng bắt em đem về. Nếu như thế thì em coi như anh không chấp nhận lời xin lỗi của em đâu. Vi An này, bây giờ em chỉ cần chăm sóc Ngọc Anh thôi. Còn chuyện của anh không cần em phải bận tâm. Một lần nữa cảm ơn em. Em cầm túi đồ về đi. Dạ. Hãy
Anh đi làm về rồi à? Hai mẹ con hôm nay ở nhà có ngoan không? Tất nhiên là ngoan rồi. Ở đây, anh có mua hoa quả cho hai mẹ con này. Em là phải bổ sung thật nhiều vitamin thì mới tốt cho em và con được. Dạ vâng ạ. Ê, thôi, cứ để anh. Em không được làm việc nặng. Anh cứ làm như em mong manh dễ vỡ lắm ấy. Chỉ là anh không nỡ thôi. Này, hai người coi mình là không khí đấy à? Cậu cũng nên có người yêu đi, rồi cậu sẽ hiểu. Nhưng mà cuộc đời này đâu có nhiều người như anh Phương Anh đâu. Kìa, bạn em đang khen anh đấy. Vì là em chân thành và đáng yêu nên anh mới phải cố gắng để xứng với em đấy. Khéo nịnh ghê không? Đúng thế thật. Nếu yêu đúng người thì người con gái mãi mãi sẽ là công chúa. Chẳng qua là cậu hiếm muộn, bao năm nay mới có bầu nên anh Phương Anh mới quan tâm một chút. Thế mà đã vênh váo gọi tôi đến đây khoe ân ái. Đáng ghét. Pian, cậu làm sao đấy? À, có gì đâu. Vừa rồi tớ nghĩ cần lên thực đơn dinh dưỡng thai kỳ cho cậu thôi. Bác sĩ cũng có tư vấn là như vậy. Nhưng mà thời gian này bác giúp việc nhà tớ đang có việc gia đình, nên là xin nghỉ hẳn một tháng cơ. Chắc là tớ phải tự vào bếp làm theo thực đơn rồi. Không được, em không thể làm những việc đấy được. Bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi và vận động nhẹ thôi. Đúng đấy, không có bác giúp việc thì có tớ ở đây rồi. Tớ đến đây để chăm sóc cậu mà. Không được, cậu đến đây là để nói chuyện, bầu bạn với tớ cho vui. Ai lại... Mọi chuyện cứ để anh lo. Anh muốn lo cho em và con, thế nên là cái việc bếp núc cứ giao cho anh. Anh rảnh thế cơ à? Không có việc gì quan trọng bằng vợ con anh hết. Tôi sẽ trông mắt lên xem, nếu như không có đứa con này thì cậu có còn được yêu như thế nữa không? Nghe nói thím Ngọc anh có tin vui rồi hả? Anh Quang ạ. Anh Quang. Chào cả nhà. Chúc mừng chú thím nhé. Này, gia đình trông chờ cả vào thím đấy. Cho dù anh là anh, nhưng cũng chỉ là con nuôi của bố. Anh không thể nào tiếp nối hương hỏa được. Vợ chồng chú thím khó khăn bao năm, bây giờ được như thế, anh mừng cho chú thím. Dạ, em hiểu nỗi lo của anh. Con cái cũng là cái duyên, kể cả không. Đừng có nói linh tinh, có là vui rồi. Dạ, điều này đúng là hạnh phúc thật anh ạ. Hôm nay chồng em nấu món gì cho em đây? Anh hầm gà cho em. Em ăn luôn đi cho nóng. Hấp dẫn thật đấy. Không ngờ chồng em cũng có năng khiếu nấu ăn đấy chứ. Anh mà không làm kinh doanh, có khi anh làm đầu bếp đấy. Để em nếm thử nào. Quá ngon luôn. Này của em à? Anh làm ấm cho em rồi đấy, em uống đi. Dạ vâng. Anh ơi, sao tự nhiên lại đau bụng thế này nhở? Ngọc Anh, em làm sao vậy? Em không biết, tự nhiên làm sao mà đau bụng quá. Mấy hôm trước em cũng có đau âm ỉ, nhưng mà chưa hôm nào đau như thế này cả. Em đừng lo, để anh đưa em đi viện. Ngọc Anh, Ngọc Anh.
Em đừng khóc nữa. Em phải suy nghĩ đến sức khỏe của mình chứ. Có chuyện gì thế Ngọc Anh? Sao lại phải vào viện thế? Vì An ơi, mình mất con rồi. Không sao đâu, con rồi sẽ lại có nữa. Cậu còn trẻ mà. Tại sao lại thế chứ? Tại sao? Bác sĩ nói thế nào? Có nói về sau sảy thai không? Bác sĩ nói là mình ăn phải thứ gì đó có thành phần gây sảy thai. Cái gì cơ? Sao có thể? Đồ ăn của cậu toàn là do anh Phương Anh làm mà. Ý của cậu là sao? Này, đồ ăn cuối cùng mà cậu ăn trước khi vào đây là gì? Là nước cam. Mình đang uống nước cam thì bị... Cậu chờ mình. Mình sẽ về nhà lấy ly nước cam, mang đi xét nghiệm. Sao phải làm như vậy? Mình biết là cậu sẽ đau lòng, nhưng mà mình nghi ngờ là anh Phương Anh tính kế. Không thể nào. Không có lý do gì để anh Phương Anh làm như thế cả. Nếu không, tại sao anh ấy tự tay xuống bếp, không cho ai động vào đồ ăn của cậu? Mà cậu nghĩ lại xem, cậu ở bên anh Phương Anh nhiều năm như vậy mà không có bầu là vì sao? Nhưng tôi bị hiếm muộn mà. Cậu có chắc không? Hay tất cả mọi thứ là do một tay anh ta sắp xếp? Có rất nhiều người bây giờ nuôi nhân tình ở bên ngoài, thậm chí là có con riêng. Họ lấy vợ chỉ để che đậy thôi. Không, không thể nào. Nghe mình, mình sẽ đi xét nghiệm ly nước, rồi tất cả sẽ rõ ràng thôi. Có kết quả rồi, cậu xem đi. Không, không thể nào như này được. Chuyện đến nước này rồi, cậu không được đau lòng. Đợi xuất viện rồi điều tra nguyên nhân sau. Anh tránh ra em ra đi. Anh đừng động vào người em nữa. Em làm sao vậy? Anh giỏi thật đấy. Rất giỏi. Em nói gì anh không hiểu. Anh đừng hòng mà lừa dối tôi nữa. Tôi đã biết hết tất cả rồi. Anh đi ngay khỏi đây đi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Ngọc Anh. Ngọc Anh. Anh đi đi. Đi đi. Cô Ngọc Anh, cô bình tĩnh lại đã. Bệnh nhân nào kích động, anh mau đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa. Tôi muốn ly hôn. Anh cứ ra ngoài trước đi, anh nghe tôi. Anh Quang ạ. Tôi nghe nói hôm trước Ngọc Anh sảy thai rồi đúng không? Dạ vâng. Anh Phương Anh chưa thông báo cho anh ạ? Đương nhiên là nó không nói rồi. Nó luôn biết tôi lo cho cái nhà này, lúc nào cũng giục giã nó cưới vợ rồi sinh con cơ mà. Nhọc lòng cho anh rồi, suốt ngày phải lo nghĩ cho em trai. Ngọc Anh thì đã hiếm muộn rồi, lại còn không biết giữ thai nữa. Cô đang nói gì đấy? Cô là bạn của Ngọc Anh đấy. Bạn thì bạn, em cũng biết suy nghĩ chứ. Nhìn anh với cả anh Phương Anh đau lòng về đứa bé như thế, em thấy Ngọc Anh ích kỷ lắm. Đáng lẽ Ngọc Anh phải biết suy nghĩ cho nhà chồng chứ. Vậy nếu cô là Ngọc Anh, cô sẽ làm gì? Nếu em là Ngọc Anh, em sẽ từ bỏ anh Phương Anh để cho anh ấy đến với người giúp anh ấy có con dễ dàng hơn. Tốt, tốt lắm. Anh Quang, sao anh lại ở đây ạ? Chú về tốt rồi, ngồi đây, anh có chuyện muốn nói. Chú ly hôn đi, hoặc là ra bên ngoài tìm một cô gái, sinh một đứa con, rồi đón cháu anh về đây. Anh nói gì vậy ạ? Em không làm vậy được đâu anh ạ. Việc này không còn do chú quyết định nữa rồi. Khi bố mất đã dặn
anh phải làm tất cả vì chú, vì cái nhà này. Không, có chết em cũng không làm như vậy. Anh về đi. Những gì cần nói anh đã nói rồi. Chú suy nghĩ cho kỹ đi. Tất cả phải vì cái gia đình này. Anh Phương Anh, anh có sao không? Tại sao chứ? Anh trai tôi thì bắt tôi ly hôn. Ngọc Anh cũng muốn ly hôn với tôi. Tôi đã làm gì sai chứ? Anh không sai. Tại Ngọc Anh không thể cho anh đứa con nên mới thế thôi. Anh Phương Anh, anh uống rượu sao? Anh Phương Anh. Anh Phương Anh. Ngọc Anh. Là em đây phải không? Em là Vi An. Để em sinh con cho anh nhá. Anh sẽ không còn phải đau khổ nữa. Cuối cùng thì anh cũng đã thuộc về em rồi. Bố chắc chứ? Hai người sao lại... anh Phương Anh. Sao mọi chuyện lại không như kế hoạch của cô đúng không? Anh không say sao? Cô là người bỏ thuốc hại Ngọc Anh. Muốn chúng tôi chia tay đúng không? Em... Mày không xứng đáng là bạn của tao. Không phải mày bị giải thai sao? Tao giúp chồng mày sinh con có gì là sai chứ? Mày không đạt được mục đích đâu. Chào bác sĩ, tình hình thế nào rồi ạ? May mà thai nhi không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng tôi tìm thấy trong dạ dày của cô ấy có thành phần của thuốc phá thai. Nhưng mà liều lượng nhỏ thôi. Bác sĩ nói gì cơ ạ? Hai anh chị đã chữa hiếm muộn từ lâu rồi. Đứa con này chắc chắn là cả hai đều rất mong đợi. Nên tôi nghĩ là vì sao lại có thành phần thuốc này trong dạ dày, hai anh chị nên tìm hiểu kỹ. Tôi gửi hồ sơ bệnh án. Xin phép anh chị. Khoan đã. Có chuyện gì vậy ạ? Nhờ bác sĩ nói với những người ở bên ngoài là vợ tôi sẻ thai được không ạ? Được. Đồ ăn của em là do anh làm. Sao có thể có? Nhưng bác sĩ nói... Lẽ nào là Vi An? Anh đừng có nói lung tung. Vi An là bạn thân của em mà. Có nhiều cái anh nghi ngờ từ lâu rồi. Nhưng anh chưa có bằng chứng rõ ràng. Từ cái hôm Vi An đi mộng du, đêm nào anh cũng theo dõi. Và anh thấy là không hề có chuyện Vi An đi mộng du. Ý anh là sao? Anh không chắc vì đó là bạn em. Nhưng chuyện này liên quan đến con của anh. Anh cần phải biết đáp án chính xác. Anh định làm gì? Tạm thời cứ để Vi An nghĩ em sảy thai đi. Sau đó em diễn với anh một vở kịch được không? Mọi chuyện ngày hôm đó cô đổ lỗi cho tôi, tôi cũng đã nghe tới hết rồi. Vì thế tôi mới dặn cả anh Quang và Ngọc Anh tiếp tục diễn. Mọi chuyện cũng đã rõ. Tao thật thất vọng với mày đấy. Tôi sẽ yêu cầu công an vào cuộc vụ này. Cô cứ chờ đi. Chúng tôi sẽ không nương tay với cô đâu. Ngọc Anh, bây giờ thì em cứ yên tâm dưỡng thai đi. Không cần phải áp lực gì hết. Trước đây là do anh cổ hủ tiêu cực. Nhưng thật sự anh chỉ mong hai đứa hạnh phúc mà thôi. Dạ vâng, em cũng không dám trách gì anh đâu ạ. Còn cô, mời cô ra khỏi nhà tôi ngay.